Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test thử tướng na cà rốt. Test thử thôi nhé. Đây. Hình như là mẹ rất là cool. Ôi. Tắt mẹ ngoài. Nói thôi. Em bác mình nói thôi đây. Ok. Ôi, nó sẽ kỳ. Thì sao? Tắt ra bát đi. Dời. Cái này tắt đi. Tắt đi. Cái này đâu có. Chưa. Tôi muốn chơi được mà. Một, hai. Chó rồi bị thua rồi. Một, hai. Rồi. Tắt đi. Biết rồi, cái nào nó cắn không được. Là biết là mình thua. Sức cua. Rất là sức cua luôn. Mình xác định là sức cua. Xe cua. Holy shit. Mình cũng nhận là xe cua. Nhìn quá lạ đây. Lát quên những màn trận diễn. Nhắc đến tướng phán thuyết thì phải nói đến tướng Na Rốt. Ông chỉ đỡ những đoàn và trong tâm lòng ông rất tốt. Sao? Lát vai. Các bạn coi không lát nhưng mà ở ngoài rất là lát luôn. Nổi tiếng nhớ nghe lên Nakarot tiên sinh. Ông chỉ đạo quân hình như ông chỉ đạo của quân đàn của ông là của. Ông đánh thua trận này ông không. Xe cua. Lạc qua.
lát vải. Các bạn coi không lát nhưng mà trong mình rất là lát luôn. Đỡ lát rồi. Lúc đầu rất là lát luôn. Đó, nổi hứng lên lát tiếp. Vô ăn con phần lưu cho có mình nha con. Ba cục mà nó vẫn lát. Lát rồi. Bên này nó vẫn vô à. Chiều quá bình thường. Đầu hàng con mẹ đi. Con mẹ nó lát. Lát quay. Để cái tắt cái này là coi. Ở đây. Hãy
Cảm ơn các bạn đã coi video, hãy like và subscribe nhé. Gracias.